10. Định tánh duyên giác, kinh văn Hiệu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sinh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên, việt dịch, lại nữa thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng dạ, lại nữa, Thiện Nam Tử ấy đã quán sát tường tận tính không của các hành đã chấm dứt sinh diệt rồi nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả đã quán sát cùng tột tánh không của hành ấm, anh ta đã nghiên cứu đến tận cùng các cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là không đối với hành giả đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Kinh văn. Nhược ư viên dung, thanh tịnh giác minh, phát nghiên thâm diệu, tức lập niết bàn nhi bất điền tiến sinh thắng giải giả thị nhân tắc đọa định tính tích chi chư duyên độc luân bất hồi tâm giả thành kỳ bạn nữ mê phật bồ đề vong thất tri kiến việt dịch nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung phát minh tánh thâm diệu liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên rồi cho đây là cảnh giới thù thắng thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi thành bè bạn với các vị duyên giác, độc giác, không hồi tâm hướng vẻ đại thừa, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Giảng, nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên, ở trong cảnh giới của tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh được tánh viên diệu, hành giả có thể nhận lầm đó là niết bàn và không tiến lên nữa rồi cho đây là cảnh giới thù thắng trong công phu tu tập ngay cả khi chưa vượt qua được thức ấm nếu hành giả cho kiến giải cuồng dại và sai lầm này là cảnh giới thù thắng thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi là những vị không muốn rời bỏ quả vị nhỏ để hướng đến công hạnh tu tập lớn hơn thành bè bạn với những vị duyên giác và độc giác không hồi tâm hướng về đại thừa, hành giả trở thành quyến thuộc với những vị này, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, con đường dẫn đến giác ngộ, đánh mất tránh chi kiến. Kinh văn Thị danh đệ thập, viên giác vẫn tâm, thành trạm minh quả, vi viễn viên thông, bối niết bàn thành, sinh giác viên minh, bất hóa viên trùng. Việt dịch đây là dạng thứ 10, viên thành giác tâm vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không, không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Giảng đây là dạng thứ 10, là cánh cửa sau cùng trong quá trình chuyển hóa thức ấm,